Vâng, hello, xin kính chào quý vị và các bạn đến với video ở trên kênh Xuân Muộn TV của mình quý vị nhá. Vâng, hôm nay mình rất là vui mình lại được chia sẻ cho quý vị và các bạn về một ngày hội ở vùng cao. Vâng, hôm nay là ngày hội ở Cấm Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Vâng, hôm nay là ngày hội cuối cùng của các hội xuân ở trên vùng cao quý vị nhá. Mấy ngày qua thì như là ở Tân Sơn, Phong Vân. Tân Sơn thì diễn ra vào ngày 12, còn Phong Vân là ngày 14. Hội còn hôm nay là ngày 18 tháng Giêng. Diễn ra ở chỗ xã Cấm Sơn, cũng là một xã cũng không phải là xa mà là xã giáp danh với tỉnh Lạng Sơn, bên trên thì nữa là thuộc Chi Lăng Lạng Sơn rồi. Từ đây đến đất Chi Lăng thì khoảng tầm hơn 1 cây thôi quý vị ạ. Và bây giờ mình đang có mặt ở chỗ ngày hội, cũng là ngày chợ ở Cấm Sơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết một chút hình ảnh ở ngày hội hôm nay. Nói chung là ngày hội ở năm nay ở đây thì là nó cũng không được quy mô lắm, nói chung là cũng có những người tham gia thôi, nhưng mà buổi chiều thì mình cũng được chia sẻ ghi hình, chia sẻ cho mọi người biết về ngày hội hôm nay ở đây, cũng là một ngày hội cuối cùng ở trên các xã vùng cao của huyện Lục Ngạn quý vị nhá. Và bây giờ mình sẽ đi chia sẻ cho quý vị và các bạn cùng biết về ngày hội hôm nay ở đây nhá. Vâng, chào các bạn nha. Các hội ở vùng cao này gần như là diễn ra được chỉ có những các tiết mục nhảy modern talking nổi tiếng rồi. Vâng, có những tiết mục nhảy modern talking thì mới thu hút được rất là nhiều người, và hôm nay ở đi cũng không nằm trong ngoại lệ quý vị nhá. Ở góc kia thì đang nhảy rất là tưng bừng. Bây giờ mình chia sẻ chút cho quý vị và các bạn xem xung quanh ở chợ đây nhá, ngay ở trục chợ Cấm Sơn. Vâng, chào chị nhá. Đây đây, cách xa đâu đây, làm gì có đến gần đâu. Đây đây, đang xa mà. Vâng, chào các chị nhá. Các chị hôm nay đi hội ở vùng cao mình có thấy vui không? Vui lắm chứ ạ. À, vui lắm à. Nhưng mà tôi không biết nhảy. Sao lại không biết nhảy? Vui lắm nhưng mà chị không biết nhảy. Chắc là tại các chị không nhảy thôi chứ. Các chị các em nhảy thôi. À, mình cứ theo chỗ nào nhạc bốc với vui mình nhảy chứ các chị. Không biết nhảy tí người ta cười. Ôi lồi, làm gì có ai cười à? Mình không nhảy người ta mới cười thôi. Thôi là cái mồm em đang bị đau thôi. Cứ bị nhiệt rồi bây giờ nói không ra tiếng à. Anh em chết rồi. Đó rồi, em không quay đâu. Đó rồi, em không quay đâu, em đi ra đằng này đâu. Em đi ra đằng này không quay nữa. Rồi không quay nữa rồi. Bây giờ quay ra đây mà. Tôi chị em đi ha. Vâng, thưa quý vị và các bạn nhá, ở khu vực mình nói đây không mic nó hơi ồn một chút, nhưng mà có lẽ tiếng nó hơi bé nhá. Thế ở đây vẫn đang diễn ra một trận cái chương trình nhảy này. Rất là tưng bừng nhá, đặc kiểu giống đặc sản của vùng cao rồi. Vâng, vùng cao, hội vùng cao thì đâu cũng vậy thôi. Từ Tân Sơn, Phong Vân thì đâu cũng nhảy nhá, từ mấy các xã như là Tân Hoa, Biển Động thì mấy xã thì cũng có những cái tiết mục nhảy như thế này rất là vâng. Hội hôm nay thì bây giờ cũng vào buổi chiều rồi, giờ cũng không có nhiều người mấy, bởi vì ở đây thì thuộc cái xã nó ở trên cao đâm ra không có người đi hội mấy, nó không nổi tiếng như là hội ở Cấm Sơn với Phong Vân, hội ở Tân Sơn với Phong Vân. Đấy, cái chị nó ngủ. Tám mươi tám tuổi á? 88 tuổi. Hôm nay vẫn đi hội hả? Hôm nay ngày hội. Ông mà 88 tuổi ông vẫn khỏe này á? Ờ. Ôi giời. Ngày hội vui nhỉ? Ông nhỉ? Như cái mừng nước thì chỉ có mừng cái chân đi đi. Ông ở mãi tới dưới đây là hồ Cấm Sơn. À. Đi bộ trong cái đây. Mất 2/3 thôi. À. Ờ. 2/3 là đủ ra chạy ông. Thế ông bây giờ có thấy hội bây giờ có khác với ngày xưa và thời các ông không? Quá à, đi à? Bây giờ là bây giờ rực rỡ hơn à? Quá vui. Thế à? Thế là ông năm nay được 88 tuổi rồi. 88 tuổi ông vẫn đi vui với này, hội các dân tộc miền núi này là quá chuẩn. Ông mong các anh làm YouTube hôm nay là chứng nhận cho ông và tôi cho ông một cái bằng huy chương. Thế ông thấy bây giờ là hội là vui hơn ngày xưa đúng không?
quá hồn vừa vui. Thế cho nên nó vui này, ông uống nước chỉ hết 2/3 canh ít rồi. Vâng. Không có gì thay đổi, 2 mùa xuân nữa là ông 90 tuổi rồi nhỉ. Con được chúc ông thì sang một năm mới mạnh khỏe và còn đi hội được nhiều năm mới đi hội nhá. Vâng, cảm ơn cháu. Vâng. Chúc cháu sang năm mới được thêm một tuổi mới cũng mạnh khỏe. Vâng. Và đầu năm được con trai, cuối năm gái. Vâng. Đấy nó mới là câu nàng chuẩn là. Trời ơi, 3 năm rồi. Vâng, rồi, cảm ơn ông rất là nhiều. Cảm ơn ông rất nhiều. Ông vẫn hôm nay 88 tuổi mà ông vẫn đi ra đi hội được cùng với con cháu là vui rồi. Ôi, chúng cháu cứ 1 triệu B2B trong ngày hôm nay. Đấy. Đầu ông này không cần cắt. Thôi cho quay đầu ông cái. Vâng, đây. Ông bỏ tóc ra. Nhưng mà đầu các cháu này ông phải chúc con người nào vốn quý phải chúc như thế cháu ạ. Vâng, rồi đúng rồi. Chào ông nhá. Con ghi hình ra ngoài này chơi một chút. Thì thưa quý vị và các bạn, hôm nay vẫn còn một số các chị em sáng đi hát si song hao này, bây giờ vẫn đang ở đây nhá. Nói chung là các hội vùng cao thì không bao giờ không có những tiết mục hát si song hao. Nhảy tiếp đi. Và mình sẽ quay một vòng ra đến khu vực ngoài chợ ngoài kia quý vị nhé. Và hôm nay là ngày chợ, phiên chợ cuối cùng của các ngày hội ấy, chứ không phải là phiên chợ cuối cùng mà cũng là phiên chợ của ngày hội cuối cùng của những ngày xuân ở trên vùng cao, như là ở Tân Sơn, Phong Vân và Cấm Sơn. Và là tiến tới này thì đến ngày 18 tháng 2 thì diễn ra ở chỗ thị trấn Trũng, thì cũng là một ngày hội rất là đông, cũng là một ngày hội văn hóa có từ trước rồi. Bây giờ thì đến ngày 12 tháng ngày 18 tháng 2 thì sẽ diễn ra một ngày ở các hội ở vùng dưới, đấy là thuộc vùng thấp, vùng thị trấn. Đây, bây giờ thì cũng có rất là nhiều người vẫn đang chuẩn bị về sao, xong rồi mua những thức ăn về, chỉ là lượt quay thôi. Vùng cao mình thì cứ lượt quay thôi. Đây có các bác này. Các bác hôm nay có hát chi được nhiều không? Thế các bác đi đâu hết rồi? Bảo các bác đi đâu hết rồi? Nghe thằng hát rồi về thôi. Thế mình phải tìm những cặp để hát chứ. À đây à? Bán mía ế á? Ôi, là sao lại ế là thế nào ấy? Mỗi một cái túi như thế này bao tiền đấy? 20.000 á? À, chắc là 20.000. 30.000 cũng rẻ rồi, rồi tí em về em mua. Không, bây giờ em chưa về thì em mới về mà. Không có người xách tiếp theo, không có người cầm này. Và mình tiếp tục chia sẻ ra khu vực ngoài này quý vị nhá. Và đây hôm nay thì trời rất là lạnh quý vị ạ. Nhiệt độ nó thì khoảng trên dưới 13-14 độ thôi. Đấy, mọi người sưởi ấm này, sưởi lửa này. Đấy, có bà, có các bác đang không thao, không thao. Quý vị sưởi lửa xong rồi nước ngô này tuyệt vời rồi. Nó bảo anh Hành bảo là anh em mình chơi đi, nhưng mà bảo là mình chơi. Chơi cái gì? Không hao chứ cái gì nữa. Hát luôn rồi, trời ơi. Tí bác dẫn em hát một lúc. Tí em hát xuống hao một tí. Hát được mà. Mình có ông rất là nhiều hát được mà. Biết rồi, không biết. Có nghĩa là nếu mà có người dẫn thì chết mới hát được mà. Anh hát rồi nhưng mà không hát, không phải là fan đâu hát được mà. Nhưng mà phải có người dẫn. Anh giữ đám loạn. Bây giờ có người dẫn hát được, anh hát rồi. Anh cũng nằm trong cái hội hát trong ao của Phương Vân mà. Thôi, không quay nữa. Cái này cân nhau không cần khiển nè. Khăm thế, khăm mày. Đó là thân nè, dài đi thức cân nhau nè. Kiển kiển đi mà. Áo phương. Hồi này lúc trưa mình lên thì sẽ ít người hơn, nhưng mà lúc chiều chiều lại sẽ đông hơn quý vị ạ.
chắc là mọi người đến chiều mọi người mới đến đây để hát và để nhảy, mình nghĩ là như vậy. Bây giờ trong chợ gần tan hết. Cái hội này cũng quy mô thì cũng nhỏ nhỏ đâu. Đây là ở trong chợ Cấm Sơn, chợ này cũng mình cũng ít lên đây bởi vì chỉ có những ngày hội thì mới lên đây thôi. Ngày hội các bác hát trong hào rồi. Sông hào đặc trưng của vùng cao. Đặc trưng của vùng cao là sông hào. Thêm tay kỳ ba mong vớ. Bình ơi! Bình lung lắm rồi. Nó đi đâu nhỉ? Bình ơi! Nó kìa, nó ra kìa, nó ra kìa. Nó cho cầm kìa này. Xem nào. Giờ thì mọi người bắt đầu thu dọn các đồ rồi. Măng này bán bao tiền cân đây? Rẻ là bao nhiêu? 30k một ký ạ. Rồi tí anh ủng hộ một cân. 30k măng đắng à? Măng ngon hay măng đắng? Măng không đắng mà ăn nó ngon lắm anh ạ. Cái này hái ở đâu? Hái ở rừng chứ ở đâu? Rừng nhưng mà rừng nào cũng được chứ. Sao đấy ạ? Rừng đền anh ơi. Rừng đền ở Cấm Sơn này à? Lạng Sơn. Lạng Sơn á? Ừ. Được rồi, tí anh... Lạng Sơn khả năng là mới phải, nhưng mà ở kia là măng đắng ở khu đấy. Măng đắng cái này không ngon bằng măng này đâu. Măng đắng mới ngon ý. Măng này, anh cứ ăn măng này xem, măng kia nó bé, măng này nó to mà. Măng này nó to nhỉ? Ăn nó ngon thật mà. Rồi, tí. Mày áo nhảo, xúc quýnh cái gái này. Cấn sắn, cái này cấn sắn nó xịn cái là phải quay rồi nó quay rồi về. Cấn sắn nó xịn. Cấn nhà xịn mà. Nhìn cái này nhà xịn à? Cấn này nhìn cái xịn này. Nhìn cái xịn mình thấy hơn. Mình lại luôn. Mình cứ đạp phần cả mặt. Ăn rồi. Cái này nhìn. Quay phải thực tế đây mình chiều hành như hải đi. Cái này nó mới ngon. Cái này nhìn cái xịn mình luôn hơn. Anh mày tô nhiều. Nhìn xịn bình hoa. Đấy ạ. Mày tô ăn đi là đều ra rồi. Chứ mình sẽ mày đeo ra mình cái này. Tên mộc mà. Cái này mày thủ trụ rồi. Mày là đúng mà tô được. Rồi chào hai em nhá, cũng đi một tí. Vâng, ở đây thì còn một số các anh chị vẫn đang hát sông hào ở trong đấy, hát sông hào đấy. Nhưng mà ở vùng cao thì món này là món đặc sản. Lật quay về hát sông hào. Đúng rồi. Vâng, chào em. Thế ngày hôm hội này có bán được hàng không? Em có anh ạ. Được nhiều chưa? Đây, em bán đây. Mang tiền ra đếm xem được bao nhiêu. Hôm hội chúc em bán được nhiều hàng từ giờ đến tối bán hết lúc này nhá. Anh nhá. Chúc em nằm mơ trong sức khỏe nhá. Vâng, cảm ơn anh em trai. Đây hôm nay này toàn các chị bán đồ ăn xúc xích. Đồ ăn hôm nay toàn đồ ăn. Anh trai rồi. Không quay à? Không quay nhỉ? Rồi không quay thôi. Quay em. Anh quay bờ này anh không đòi trong. Bạn ơi, đưa cái nào. Đừng chí nữa mà không quay. Cứ quay đi. Anh cứ quay đi, quay người ta uống bia mà người ta có làm gì đâu. Thì thế bảo. Cho mấy thằng này. Quay rồi, em này thằng kia. Quay rồi. Đang lên TikTok. Không phải TikTok đang làm TikTok. Ngon. Chỉ miếng.
tao không được bảy món như mày đâu. Quay đi lại cái ăn rồi lại còn không đang quay mà. Quay đi. Đang quay mà. Quay hơi này, quay lão này này. Quay lão bắt giặc này. Nào, nào. Quay này. Quay đi quay lưu đây trai này. Bây giờ toàn đẹp rồi. Đẹp này. Đúng rồi đây. Chị. Chị nó đẹp trai. Chị nó đẹp trai sợ quay lên được nhiều người nhiều đứa theo. Đó là con uống đấy, tôi vào trong này đấy. Hello chị. Đi chợ sắp về chưa? Chưa, còn chưa nhảy chưa? Vào trong cái nhảy đi, người ta đang nhảy cái mà. Xoài đây, xoài đây. Bao nhiêu tiền một cân? Có 30.000. 30.000 một cân á? Đúng, 13.000. Hả? 13.000. 13.000 à? Tôi tưởng 30.000 một cân. Bao nhiêu cân? 25.000 hai cân. Sắp về rồi hay sao ấy? Về á. Ừ, còn sớm mà. Lạnh lắm mà về. Lạnh bây giờ về làm cái gì? Ngủ đi chứ ngủ. Lạnh thì mới về chứ. Lạnh thì về chồng chứ. Lạnh thì mới về chứ. Bà ngủ thì chưa ngủ. Ê. Ê. Vâng. Ừ rồi để xem á. Ôi hả à? Chưa về đâu. Ở chỗ nào? Ờ rồi để tí xem anh em lên được thì anh lên nhá. Hôm nọ thì qua đến chỗ nhà ông rồi. Ờ cho đợi để tí anh xem nhá. Vâng vâng vâng. Vâng 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 vâng. Ô nhưng sau bơ cái lăng lô. Ham ra là mơ cái non vào. Chính bên thế. Nhưng mà cái bọn bên đây vào đôi mơ à? Ô té mất đi cả. Nhưng mà kín mì. Nhưng mà kín mì người vậy? Kín nặng khó đấy bên, kín bia. Tóc mặc xài tôi này thích rồi. Tóc mặc xài rồi. Mơi mà. Không nó mơi, có mơi. Đội này nó bảo là không ai mời anh em ơi, ra đây mời mấy chị em mà nó mới không ai mời. Vào đây vào đây vào đây. Có các anh mời, có các anh mời. Khác có bàn. Sao lại đừng bây giờ. Vào đi về mấy anh mời bia mà. Mời ngày mấy khi gặp trai đẹp người ta mời bia đâu vào một cái không được. Ăn về. Ê, nói trời ở đi đi chờ đi. Em chưa có anh tên anh nhiều mà hôm anh giờ đang quay gì? Đang quay. À. Anh đang lên YouTube buổi tối này nhá. Tối rồi vào xem nhá. Xinh nhất vào nhá. Em xinh rồi nên nào. Em kia gọi tên anh suốt mà. Cảm ơn nhá. Em ngày xưa là người cứ làm đấy. Trên YouTube hay là trên Facebook? Facebook cũng có mà, TikTok em cũng có, em đi của anh luôn. TikTok anh toàn mấy cái video nhảy thôi. Trên Facebook với YouTube anh cũng có hả? Ừ. Mua bông gòn đi anh. Bông gòn. Cái này nếu mà nắm vào được một nắm không? Nắm phải được một gốm anh ạ. Ô, lô cái này một gốm nó to mà nó mới được một gốm em nắm vào. Cái này nó nở mà. Bê
bây giờ nó nở thì em nắm vào cứ khi nó này. Cái này á? Ừ. Cái này nó co giãn đấy nha. Ừ. Co giãn. Nó co giãn, đàn hồi. Mình cứ sơ sơ vào là nó nở ra. À. Nắm vào này thì nó bé nhưng thả ra nó. Đúng rồi, thả nó to hả? Đúng rồi. Cái này là kiểu như là bông gòn mới. Nó không như bông gòn như là kẹo béo đâu. Em nói rất chuẩn. Rất đúng. Bạn ơi, cho mình bạn ở đâu đấy? Em á? Ừ? Em ở thôn Bến. Bến à? Thế hôm nay ra bán hàng thế nào đấy? Em bán hàng cộng bán người như từ sáng. Ê, bán người. Bán người á? Mua luôn. Đọc số tài khoản. Đổ tài khoản đi. Bán hàng cộng bán người, nhưng mà em trước khi đi chồng bảo là phải bán hết đồ xong mới bán người xong. Ồ, thế thì là lâu lắm. Bây giờ phải chờ hết bán cái đống đồ này thì bán hết hàng đi xong rồi bán người sau. À. Còn nếu mà không bán hết thì đừng về. Thế không về đi đâu? Không về đâu. Đi không về. Nếu mà đi mà không về thì chồng lại về. Có khi nó còn đi tìm hay gom không về. Thế là còn tìm hay không ớ, tầm này ớ. Thôi đi tìm được khác tí. 2, 4, 6, 7 cái. 7 cái em bán 10.000 một cái. Thế như lấy 7 cái em lấy 70.000. Ừ. Được rồi. Em bán 10.000 một cái. Thế như đây có 7 cái em chỉ lấy anh 70.000 thôi. Lấy thêm. Yeah. Thế thôi. Thế này khác cái gì 10.000 một cái? Khác gì nhau? 70 mới lại 10 nó khác nhau. Anh nó khác nhau. Nên bây giờ anh lấy một cái có 10.000 thôi. 10.000 đấy, em bán hết 70.000, 27 cái nó cũng hết cũng 70.000, khác gì 10.000 một cái? Không, em chỉ bán 10.000 một cái thôi, nhưng mà anh lấy 7 cái này em lấy 70.000. Ừ. Thế anh lấy 2 cái em lấy 20.000. Đương nhiên nó phải khác nhau chứ. Cái nó khác mà nghìn nó khác. Thế 7 cái 70.000 bán à? 70.000 thì bán. À. Như bán một cái là 10.000. Rồi, tí cứ đợi đây xong tí anh quay anh quay vòng chợ trong này đã. Nhớ đây ra không mua người ấy. Rồi xin chào quý vị và các bạn, bây giờ này thì cũng cuối giờ rồi, bây giờ còn một số các bác bán đang hot song hao đây thôi. Các song hao này. Chợ Cấm Sơn. Và hôm nay mình sẽ ghi hình chia sẻ cho quý vị và các bạn biết một chút ở cảnh chợ hội Cấm Sơn đây. Hôm hội cuối cùng của vùng cao. Rồi chào các bạn nhá. Bao giờ em mới bán cái duyên à? Bác đang hát cái thể loại gì thế? Thanh thế mà. À đây à, vâng. Bác hát vài câu nữa để em ghi hình lại. Ấy. Bác hát vài câu nữa nào. Ấy. Hát nhưng đi. Nhưng mà vì đứng giữa. Đứng mình bây giờ hội đứng giữa đường hát được. Bác hát đi. Bây giờ hát bài gì nhỉ? Bài gì bác nghĩ ra? Khen ai theo cái cả đền phù. À theo bao ai? Bao giờ anh mới bên cái chuyện. Cái này là hát chèo à? Chèo à? Phải chèo không? Nó chèo. Bác ơi ra ngoài kia vừa hát vừa nhảy ngoài cái kia đang tưng bừng lắm. Đừng có làm dài. Không phải làm dài, thật má. Đang đi tìm người yêu đây. À đang đi tìm người yêu, ra ngoài kia nhiều người yêu lắm bác ạ. Ra ngoài kia mới tìm nhiều người yêu. Rồi chào bác nhé. Người yêu ngoài kia. Người đường ơi. Ừ, ngoài kia đang nhiều người yêu lắm. Và mình sẽ ghi hình chia sẻ một chút đó vào bên trong là một vòng qua đây xem nào. Cho mọi người cùng chiêm ngưỡng này là cái cảnh chợ hội không Cấm Sơn ngày hôm nay. Rồi chào em bán hàng xinh đẹp. Vâng, hello chào tất cả mọi người. Ai muốn ăn chè rẻ mà ngon thì quay lại đây. Hello. Ăn chè thì mặc áo ấm mà thôi. Có em xinh đẹp bán cái này thì kiểu gì chẳng ngon nhỉ? Nhìn đã ngon biết ngon rồi. Vừa rẻ lại vừa ngon. Đáng ra là không ăn nhưng mà thấy cô đấy xinh đẹp. Đúng rồi, thấy cô ấy xinh đẹp lại ăn. Chào anh trai xinh đẹp. Cảm ơn nhé. Dạ. Bạn cho mình hỏi là bạn nhà đâu, hội về đây hội à? Như này. Mình ở Không Vân. Đây bạn kia kìa. Bạn này, đang hỏi bạn này. Em ở đây ạ. Em ở chợ đây. Ở chợ đây. Năm nay là mình được bao nhiêu cây bánh chưng rồi? Năm nay em mới được 27 cây bánh chưng. Thế thì còn
còn nếu thế thì còn non và xanh lắm, còn nhiều xuân lắm. Nhìn biết là vẫn còn non và xanh và vẫn còn nhiều được nhiều cái bánh trưng lắm. Mong rằng là được như thế anh ạ. Ừ. Vâng, thế này nhé, nhân dịp vào đầu xuân năm mới thì chúc gia đình bạn cùng với gia đình thì mạnh khỏe. Mọi điều tốt lành cho cuộc sống, bình an và hạnh gia đình hạnh phúc nhá. Cảm ơn nha. Em chúc cho nhớ vào kênh Chuôn Một TV xem xong rồi đăng ký hộ một một đăng ký nhá. Ok. Bây giờ chuyển sang em chủ quán bán chè. Vâng. Em hôm nay ngày hội đây này bán chè có đắt hàng không? À hôm nay ngày hội á? Em bán hôm nay đắt hàng rồi là em múc mỏi tay luôn anh ạ. À. Hy vọng là như thế mà đúng được như hy vọng của mình rồi phải không? Vâng. Đúng như mình mong muốn. Đúng như mình mong muốn rồi. Thôi rồi giờ chúc bạn bán hàng này từ giờ đến cuối thì mấy cái xô này thì bán hết. Vâng. Còn có gì ngày mai làm tiếp cái khác mới. Vâng. Dạ, xin chào nhá. Vâng. Chào anh xinh đẹp. Vâng, chào bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở đây thì còn một số cái hàng rau thôi mình. Có lúng. Xin chào hai chị xinh đẹp. Vâng, hôm nay trời lạnh mới đi hội còn phải đốt lửa sửa lửa này. Để quay hội người ta mới biết rồi bà. Để người ta mới biết là cái cấm sơn như thế nào này. Bây giờ nó cuối giờ rồi. Bây giờ nó cuối giờ rồi. Hai anh đi tìm chỗ nào hát trong hao đi. Chưa thấy em ạ. Ồ, ở ngoài kia em vẫn thấy một số vẫn còn mà. Ừ, ở chỗ này thì người bà bán quần áo. Hết hồ rồi, chuẩn bị mua giày mua dép đi rừng thôi. Đúng rồi, bà mua giày mua dép đi rừng thôi. Chào anh. Vâng, chào em. Thế hôm nay ngày hội bán được hàng không? Đấy lắm anh ạ. Ê lắm à. Họ đội cái đang nhảy ngoài kia đấy. Đấy, em đang dọn vào để đi nhảy đấy. Dọn đi. Dọn xong đi nhảy. Chào em nhá, ra ngoài này tí. Vâng, xin chào quý vị và các bạn nhá. Mình đi một vòng cũng được 20 mấy phút, được gần 30 phút rồi. Thế nào mình đi một vòng vào trong này, thế là ôi cái chỗ này, một trong này thì hết, chúng ta toàn là quần áo thôi. Quảng cáo cái gì đấy? Hỏi nhau là cái gì? Ừ, và đâu bảo bạn nó quảng cáo cái gì? Thôi rồi, không quay vào trong này, hết người rồi, hết người rồi. Quốc sản. Quốc sản. Mình bán hàng mình bảo là hôm nay là ngày hội cuối của vùng cao rồi, ai mua quốc sản thì mình đi rừng thôi. Bán đang nghĩ là mình nói vào ngày hội cuối rồi chứ còn bán lâu dài thì vẫn bán. Hết rồi. Đi hết một vòng chợ rồi. Sắp đi cổ vũ cái gì? Em á đi cổ vũ bóng đá như về đây rồi, chưa kịp xem này. Nhưng mà đá chưa hết xong rồi. Bây giờ mới đang đá như em còn đống hàng kia, bây giờ anh nào mà mua hết đống hàng kia cho em thì em lại đi cổ vũ tiếp. Anh làm gì thì thế nào là mua được hết cái đống lớp. Đi nhảy đi. Nhảy á. Đi nhảy. Bây giờ ai mua hàng giúp em. Em cứ toàn tham bán hàng ấy thì làm gì biết nhảy đó. Có mà. Em lúc nào cũng tham bán hàng ấy làm gì ai nhảy. Chỉ cần mua cho em
khoảng độ xem nào, chỗ kia anh mua cho em khoảng độ 100.000 tiền rau, em nhảy từ giờ đến tối luôn. Thật, anh chắc không tin lời em đâu, những người bán hàng thế này thì anh nói thế lắm. Anh cứ thử tin em một lần đi. Vậy là anh cứ thử dạy một lần đi mà không? Anh nhảy mỏi hết cả chân rồi ấy. Hả? Bữa nay anh nhảy mỏi hết chân. Hello nha. Em vừa nhảy sân bóng Lộc Hòa xong từ về đây. Sân bóng ở đâu? Sân bóng dưới Lộc Hòa. Không, anh không được đấy. Đấy ở đông hả? Đang quay thật à? Ừ, đang quay thật mà. Đang live stream. Quay đang YouTube đâu, không live stream đâu. Em biết rồi. Làm mà tính như vừa cho bác anh thôi nhá. Chào em nhá. Vâng, hết rồi quý vị ơi, mình sẽ đi ra ngoài đường này thôi. Rồi tiếp tục ra quay lại chỗ tôi nhảy một chút kìa. Quay nhưng mà em lại đi mất rồi, đi bác nhường cho mọi lời để em thử nào. Mình sẽ dừng cái video mình tại đây, mình lại xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian.